Ba tôi có dặn, số tiền mà suốt những năm qua ba tôi kiếm được, một phần sẽ gửi vào trại từ thiện, còn một phần sẽ chia lại cho tất cả mọi người đang có mặt ở đây. Số tiền này tôi sẽ giao lại cho anh ba, nhờ anh ba chia lại cho tất cả mọi người. Đại ca sống tốt với anh em quá. Tấm lòng của đại ca thật là rộng lượng, lúc nào cũng nghĩ cho anh em. Vậy mà tụi tôi lại lấy lòng tiểu nhân để đo lòng quân tử của đại ca, hại chết đại ca. Tôi còn mặt mũi nào nhận số tiền này? Thành ơi, Anh ba, đây là di nguyện cuối cùng của ba, anh đừng từ chối. nó là di nguyện của đại ca, tôi xin nhận. Đại ca, em sẽ cố gắng sống xứng đáng với tên tuổi của đại ca. Thấy mọi người ở đây đối với con rể tôi như vậy, tôi thiệt là cảm động. Nhân ngày di dời bàn thờ của con rể tôi về nhà, tôi cũng muốn tích một chút phước cho hai con của tôi. Tôi có một lò gốm cũng đang thiếu người. Nếu các cháu ở đây có ai muốn rửa tay gác kiếm, có thể về làm cho nhà của tôi. Nhiều thì không dám hứa, nhưng chắc chắn sẽ đủ ăn, đủ mặc, không phải lo lắng gì nữa. Dạ, bác rộng lòng cho con xin về dưới chướng. Giang hồ đánh đấm bao nhiêu năm nay, thật tình cũng ngán lắm rồi. Hy vọng về già có chỗ nơi nương tựa, sống cuộc sống bình thường với bao nhiêu người. Xem trọn bộ trên ứng dụng THVLI.